Chú ý có trong chương trình ngày hôm nay, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã vừa yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ nguy cơ COVID-19, đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Yêu cầu này được đưa ra sau khi ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn từ cuối tháng 11 năm 2021 về việc tiêu chí đánh giá số ca nhiễm mới trên 100.000 dân một tuần không còn quá quan trọng. Xu hướng hiện nay là tập trung dựa vào tỷ lệ bệnh nhân nặng, nhập viện, tử vong và tình hình đáp ứng thu dung điều trị của các địa phương để đánh giá tình hình dịch bệnh. Ý kiến này của Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia. Trước đó, từ đầu tháng 10 năm 2021, sau khi Chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn COVID-19, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chuyên môn, các địa phương đã đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh dựa trên 3 tiêu chí: số ca nhiễm trong cộng đồng mỗi tuần, độ bao phủ vaccine và năng lực y tế. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 7 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội, đang có 408 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch được điều trị tại các cơ sở y tế của thành phố và trung ương. Theo đó, tính đến hết ngày 7 tháng 1, số bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch ở Hà Nội đã tăng gần 14% so với trung bình 7 ngày trước đó. Cụ thể, có 336 bệnh nhân phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính, tăng 15%, 38 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn, tăng hơn 27%. Hầu hết các bệnh nhân nặng, nguy kịch, tiên lượng tử vong đều là người cao tuổi, nhiều bệnh nền, chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine, nhập viện khi đã suy hô hấp nặng. Còn theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội, hiện các cơ sở điều trị thuộc thành phố đang tiếp nhận 40.736 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 1.767 bệnh nhân ở mức độ trung bình. Diễn biến dịch COVID-19 tại thành phố Hải Phòng cũng đang hết sức phức tạp khi 131 trên 218 xã phường thị trấn trên địa bàn đã chuyển thành vùng đỏ. Toàn thành phố đã nâng cấp độ dịch lên mức 4, đây là mức nguy cơ rất cao. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hải Phòng, tất cả các quận nội thành gồm Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và ba huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Dương dịch đều ở cấp độ 4. Các huyện còn lại như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải và An Lão đang ở cấp độ 3, nguy cơ cao vùng cam. Thành phố chỉ còn huyện đảo Bạch Long Vĩ cách đất liền 100 km chưa ghi nhận F0. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã yêu cầu người đến từ vùng đỏ, vùng cam nếu tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày. Nếu chưa tiêm đủ 2 mũi hoặc tiêm mũi 2 chưa đủ 14 ngày, cũng như người già yếu, bệnh nặng, trẻ nhỏ phải cách ly tại nhà 14 ngày. F0 được phân loại điều trị tại nhà và cơ sở y tế. Hải Phòng tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, cần báo ngay cho đơn vị y tế gần nhất để theo dõi và xử trí. Từ ngày 8 tháng 1, thành phố tạm dừng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, dừng vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh. Trong khi dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phía Bắc đang diễn biến phức tạp, thì tại thành phố Hồ Chí Minh lại ghi nhận những dấu hiệu tích cực khi địa phương này đã trở thành vùng xanh sau hơn 3 tháng bình thường mới và chỉ còn 4 quận huyện là vùng vàng là quận Nhất, quận 10, quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 3.200 ca mắc COVID-19. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, thành phố sẽ cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage hoạt động trở lại. Các cơ sở này phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong công tác phòng chống dịch theo đúng quy định của thành phố, được địa phương nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định và cho phép hoạt động. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định, chỉ cho phép hoạt động lại đối với các cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện và kịp thời điều chỉnh hoạt động của các đơn vị phù hợp với cấp độ dịch của địa phương. Tiếp theo là những thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 đáng chú ý trên thế giới. Tính đến sáng ngày 10 tháng 1, thế giới có trên 307,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,5 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, với trên 61,2 triệu ca mắc và hơn 859.200 trường hợp tử vong. Trong một ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 308.616 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi trong vài tuần trở lại đây tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu dịch. Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình 766 trẻ em phải nhập viện mỗi ngày do COVID-19, chiếm khoảng 5% tổng số toàn quốc. CDC Mỹ nhấn mạnh, tình trạng này ngày càng cho thấy sự cần thiết của việc người lớn và trẻ em tại các độ tuổi lớn hơn phải được tiêm phòng để bảo vệ trẻ dưới 5 tuổi. Trong khi đó, tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho rằng thật ngây thơ khi nghĩ rằng biến thể Omicron sẽ là dấu chấm hết cho đại dịch. Ông cảnh báo, các biến thể mới của virus gây đại dịch COVID-19 vẫn có thể xuất hiện và tiêm vaccine bắt buộc là cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch trong bối cảnh biến thể Omicron đang tiếp tục lan rộng tại Đức và trên toàn thế giới. Theo ông Lauterbach, việc đạt miễn dịch cộng đồng thông qua quá trình lây nhiễm không phải là giải pháp. Số liệu thống kê của Viện Robert Koch cho biết, Đức đã ghi nhận thêm 30.812 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 9 tháng 1. Tỷ lệ tiêm chủng của Đức hiện vẫn thấp hơn so với một số nước châu Âu khác, với 71% dân số đã tiêm đủ 2 mũi.
Cùng ngày, Bộ Y tế Cộng hòa Sip thông báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở nước này, được đặt tên là Deltacron. Biến thể mới có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta, cùng với một số đột biến của Omicron. Biến thể này được phát hiện ở 25 mẫu bệnh phẩm được lấy ở Cộng hòa Sip sau khi giải trình tự gen của hơn 1.300 mẫu bệnh phẩm. Các nhà nghiên cứu cho biết tần suất phát hiện biến thể mới này cao hơn ở những người nằm viện. Điều đó có nghĩa là có mối tương quan giữa Deltacron và nguy cơ nhập viện. Quay trở lại với những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sau vụ việc xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em ở các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, vừa qua dư luận rất bức xúc về những sự việc xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền Nam Biên Bờ Vũ Trụ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em và lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi. Do đó, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký cấp phép hoạt động cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, rà soát việc tiếp nhận quản lý trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định. Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, đơn vị này đã đấu tranh thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, có liên quan đến hàng chục đối tượng và bước đầu xác định số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng trong ngày lên đến là gần 3 tỷ đồng. Trước đó, Công an thành phố Đồng Hới đã huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ do đội cảnh sát hình sự chủ trì đồng loạt khám xét 5 địa điểm và tiến hành triệu tập 32 đối tượng có liên quan tại địa bàn thành phố Đồng Hới. Bước đầu đã xác định 3 đường dây do 3 đối tượng cầm đầu, gồm đường dây do Trần Tiến Hành cầm đầu với 17 thư ký đề. Số tiền giao dịch trong ngày là hơn 600 triệu đồng. Đường dây do Hồ Quang Hoàng cầm đầu với 9 thư ký đề. Số tiền giao dịch trong ngày, mùng 7 tháng 1 là hơn 1,9 tỷ đồng. Và đường dây do Nguyễn Thị Ánh cầm đầu, hoạt động đánh bạc với 5 thư ký đề, tổng số tiền giao dịch trong ngày là hơn 300 triệu đồng. Tang vật thu giữ từ các đường dây đánh bạc này gồm 24 điện thoại, 61 bảng đề, 2 sổ quản lý, ghi chép số đề cùng nhiều máy tính bảng và các tang vật tài liệu có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Ngày 10 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bắt giam Phan Thanh Vũ, 28 tuổi, biệt danh Bợm, trú tại địa phương về tội mua bán trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, tên tội phạm này nhiều lần ngông cuồng thách thức lực lượng công an. Qua theo dõi mật phục, Công an quận Hải Châu xác định Vũ dùng phòng trọ là nơi buôn bán ma túy. Ngoài ra, Vũ còn lợi dụng kiệt nhỏ, nhiều lối thông nhau ở khu cầu gỗ cũ để bán ma túy. Người nghiện muốn mua phải đi nhờ qua một cánh cổng bên cạnh của nhà người khác để cho Vũ dễ dàng theo dõi người lạ. Vũ cũng nuôi 2 con chó dữ để cảnh giới. Tuy nhiên, Công an quận Hải Châu bám theo các đối tượng nghiện, đột kích phòng trọ của Vũ, khống chế và thu giữ 2 gói ma túy đá khoảng 100 gram, 3 gói ketamin khoảng 15 gram, 5 viên thuốc lắc và bộ dụng cụ phân chia ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trong phòng trọ của Vũ có 2 người vừa mua ma túy. Qua test nhanh, 2 người này cũng cho dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin quốc tế, tuổi trưởng thành tại Nhật Bản hiện nay là 20 tuổi, nhưng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, tuổi trưởng thành tại nước này sẽ được giảm xuống 18 tuổi. Người trong độ tuổi trưởng thành sẽ được phép kết hôn, làm thẻ tín dụng hoặc ký kết các hợp đồng vay mượn tài chính mà không cần sự đồng ý của bố mẹ hoặc những người giám hộ. Từ tháng 4 năm 2022, Nhật Bản sẽ giảm độ tuổi trưởng thành nhằm thúc đẩy sự năng động hơn cho giới trẻ nước này. Sự thay đổi trên sẽ mang đến những thay đổi lớn trong xã hội Nhật Bản với những quyền lợi và trách nhiệm lớn hơn của những người trên 18 tuổi. Theo luật mới, những người đủ 18 tuổi đã có thể tự ký kết hợp đồng cá nhân như đăng ký thẻ tín dụng hoặc ủy thác đầu tư, nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Trong khi đó, sẽ có nhiều sự thay đổi về quyền lợi và trách nhiệm đối với những người 18 tuổi để đảm bảo những vấn đề an ninh xã hội và hỗ trợ các thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm khi bước sang tuổi trưởng thành sớm hơn. Trường học tại Nhật Bản mở các chương trình giáo dục, phát tờ rơi để truyền đạt kinh nghiệm cho thanh thiếu niên, trong đó khuyến khích những người thành niên tiếp tục tham vấn ý kiến của cha mẹ trong những vấn đề xã hội ngay cả khi trưởng thành. Ngoài ra, nhiều chiến dịch giáo dục đặc biệt của chính phủ Nhật Bản cho thanh thiếu niên được đưa ra. Trong số đó có giáo dục thông qua phim hoạt hình anime, một đặc trưng văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản. Ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà chung cư Bronx ở thành phố New York, Mỹ vào ngày 9 tháng 1 theo giờ địa phương.
Thị trưởng thành phố New York Eric Adams gọi đây là vụ quá quạng khủng khiếp. Theo cố vấn cấp cao của thị trưởng, hơn 50 người đã bị thương trong vụ cháy chung cư và 13 người vẫn đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch ở bệnh viện. Đa số nạn nhân bị ngạt khói nghiêm trọng. Giới chức thành phố dự đoán sẽ còn có nhiều trường hợp tử vong hơn. Theo Sở Cứu hỏa New York, khoảng 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ cháy tòa nhà vào ngày 9 tháng 1 tại chung cư Twin Park, một tòa nhà 19 tầng. Những người lính cứu hỏa tiếp cận các tầng trên của tòa nhà đang cháy bằng thang. Nhiều trẻ em được cho thở oxy sau khi được bế từ tòa nhà và những người sơ tán với khuôn mặt dính đầy bồ hóng. Đám cháy ngày 9 tháng 1 bắt nguồn từ căn hộ 2 tầng nối từ tầng 2 lên tầng 3. Các nhân viên cứu hỏa đã phát hiện cửa của căn hộ mở toang. Điều này dường như đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn và khói sọc lên các tầng ở phía trên. Vụ quả quạng này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ cháy tòa nhà ở thành phố Philadelphia của Mỹ khiến 12 người thương vong. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, dự báo giá xăng dầu sẽ tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 1. Cảnh báo thủ đoạn mua bán bằng cấp chứng chỉ giả. Lạm phát tăng cao kỷ lục khu vực đồng tiền chung châu Âu. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 1, Liên Bộ Tài chính Công Thương cho biết sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu dự báo giá mặt hàng này sẽ có thể được điều chỉnh mạnh. Trong 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới đã tăng từ 5 đến 6%. Cụ thể, dầu Brent tăng 5,2%, trong khi dầu WTI tăng 5%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 11. Trong tuần đã có thời điểm dầu thô Brent được giao dịch ở mức trên 82 đô la Mỹ một thùng và dầu thô WTI trên 80 đô la Mỹ một thùng. Theo nhận định của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng trong nước ở kỳ điều chỉnh vào ngày 11 tháng 1 có thể tiếp tục tăng. Nếu không trích hoặc sử dụng quỹ bình ổn, có thể đồng loạt tăng từ 500 đến 700 đồng một lít. Vào ngày 10 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã tạm giữ Đinh Ngọc Minh, 65 tuổi, ngụ tại quận 12, cùng một số người có liên quan để điều tra về hành vi sản xuất mua bán nón vải giả mạo thương hiệu. Trước đó, trên đường Tân Thới Hiệp 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, tổ công tác phòng PC03 bắt quả tang một người đang vận chuyển 5.000 nón vải giả mạo thương hiệu đi tiêu thụ. Người này khai lấy số nón giả này từ Đinh Đức Trọng, ngụ tại nhà không rõ số trên đường Tân Thới Hiệp 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Kiểm tra nơi ở của Trọng, tổ công tác thu giữ thêm hàng ngàn nón vải giả mạo thương hiệu. Đây cũng là địa điểm sản xuất nón giả. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ hơn 13.000 nón vải giả nhãn hiệu tại nhà và một số cửa hàng do Minh làm chủ. Tại cơ quan công an, nhóm người trên khai tổ chức sản xuất nón vải giả nhãn hiệu, sau đó giao bán trên mạng xã hội và bỏ mối cho một số cửa hàng để thu lợi bất chính. Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ gồm hơn 30.000 nón vải giả nhãn hiệu với trị giá hàng thật trên 30 tỷ đồng, 12 máy may kim, một máy ủi, nhiều tem, nút logo có chữ và hình nón thương hiệu. Hiện phòng PC03 đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa triệt xóa một đường dây chuyên bán bằng cấp chứng chỉ giả với quy mô lớn, có sự tham gia của hàng chục đối tượng. Những ngày đầu năm 2022, người dân ở các xã ven biển thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ khi chứng kiến cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt, khám xét nhiều đối tượng là dân ở địa phương. Hành vi của các bị can đã cấu thành tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo điều 341 của Bộ luật hình sự. Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của cơ quan an ninh điều tra. Căn cứ kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định họ tên Huỳnh Thị Minh Thúy, giới tính nữ, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1971 tại Hòa Nhơn, Bình Định, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nơi cư trú, khu phố Tân Thành 2, phường Tân Quang Bắc, thị xã Hòa Nhơn, đã có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Quyết định này gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định để phê chuẩn. Phó Thủ tướng thường trực, Trung tá Nguyễn Văn Đây đã ký. Liên quan đến vụ án này, cơ quan an ninh điều tra cũng đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với 11 đối tượng khác, trong đó có 10 đối tượng trú tại các xã ven biển thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đối tượng còn lại là Nguyễn Tấn Hải, sinh năm 1968, ở Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là bị can có vai trò chủ mưu trong vụ án này. Tuy nhiên, hiện tại đang bị tai biến nên cơ quan chức năng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Từ năm 2018, theo thông tư số 23 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, yêu cầu tàu cá khi hoạt động phải có chứng chỉ thợ máy, thuyền trưởng, máy trưởng. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, không ít chủ tàu cố tình không cử lao động tham gia các lớp đào tạo để được cấp chứng chỉ theo quy định, mà tìm cách đối phó, trong đó có việc tìm mua chứng chỉ giả. Biết ngư dân có nhu cầu trên, đối tượng Nguyễn Tấn Hải đã móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã Hoài Nhơn, làm giả các loại chứng chỉ trên để bán cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng. Nhiều đối tượng chỉ vì cái lợi trước mắt mà tiếp tay cho đối tượng Nguyễn Tấn Hải, làm điều sai trái, không ý thức được việc làm trên là vi phạm pháp luật hình sự.
Ông nói ai làm bệnh chứng chỉ thợ máy đó, nói cho ông làm. Sau khi ông nói xong là ông để số điện thoại lại. Đó. Rồi xe có ai làm đó, tôi cũng điện rồi tôi đưa cho ông. Ông dặn để ba cái một cái giấy chứng minh to với bốn cái hình chỉ đó, rồi tôi cũng nhận đó, rồi tôi lấy dây chô tôi quấn lại, rồi tôi điện tôi đưa cho ông. Thì tiền bạc ông tới ông dặn là một cái có thời điểm này, có thời điểm thì 2 triệu, có thời điểm thì 2 triệu 2, mà cũng có thời điểm là 2 triệu rưỡi. Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan an ninh điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan. Tiến hành khởi tố 16 bị can, bắt tạm giam 5 bị can để phục vụ công tác điều tra làm rõ toàn bộ vụ án. Qua đây, tôi cũng khuyên bà con ngư dân khi có nhu cầu về chứng chỉ hành nghề thì nên liên hệ với các cơ quan chức năng, đăng ký học và thi để được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Mọi hành vi không học không thi, làm khống, mua bán, làm giả chứng chỉ là hành vi vi phạm pháp luật và đều bị xử lý nghiêm. Theo thông tin từ cơ quan an ninh điều tra, đến thời điểm hiện tại đã thu hồi hàng trăm chứng chỉ giả các loại do các đối tượng bán cho ngư dân. Trong đó có 30 chứng chỉ đã có kết quả giám định của cơ quan chức năng. Trong những ngày tới, cơ quan điều tra kêu gọi những người có liên quan đến việc mua bán chứng chỉ giả nêu trên, tự giác đến trình diện và thành khẩn khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị, Covid-19 khiến sản xuất ngưng trệ, đơn hàng giảm, hiệu quả kinh doanh giảm sút đã khiến hơn 50% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn khi mà thưởng Tết cho người lao động. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo thưởng Tết Nhâm Dần của hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng khoảng 175.000 lao động trên địa bàn cho biết, hơn một nửa trong số các doanh nghiệp nói trên gặp khó khăn về kinh phí khi chi tiền Tết cho người lao động. Doanh nghiệp có mức thưởng cao thuộc các ngành điện, điện tử, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chế biến thực phẩm, kho bãi, công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ sử dụng lao động giản đơn thưởng rất thấp. Tuy khó khăn nhưng các nhà máy vẫn cố gắng có một khoản lương cho người lao động theo quy chế thỏa thuận trước đó. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng công nhân, sinh viên ở lại thành phố ăn Tết nhiều hơn mọi năm. Chính quyền thành phố và các tổ chức đoàn thể cũng đang có nhiều chương trình với tổng kinh phí khoảng 1.800 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân trong dịp Tết năm nay. Thưa quý vị, trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, thị trường cây cảnh cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Thời gian gần đây thì người dân huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên đã trồng thành công cây đu đủ bonsai với mức giá bán từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi cây và rất thu hút khách đến mua. Theo các nhà vườn trồng đu đủ bonsai tại Văn Giang Hưng Yên, đu đủ bonsai rất khó trồng vì hay bị mọt gốc và vàng lá, khả năng thành công là rất thấp. Để kịp cung ứng những chậu đu đủ bonsai có thế đẹp chiếu quả ra thị trường Tết âm lịch, các nhà vườn tại đây phải mất khoảng 9 tháng để chuẩn bị. Chính vì khả năng thành công trong việc trồng và tạo hình khá thấp, nên đu đủ bonsai có mức giá khá cao, dao động từ 2 đến 4 triệu đồng một cây. Đu đủ bonsai đẹp phải hội tụ nhiều yếu tố như thế cây đẹp, đủ hoa nở, quả to và đều, lá xanh đẹp và có lá lộc. Hiện nhiều khách hàng đã đến các nhà vườn tại Văn Giang Hưng Yên để mua và đặt hàng trước. Theo quan niệm, cây đu đủ tượng trưng cho cuộc sống đủ đầy, bền vững, không thừa cũng chẳng thiếu, nên thường được mua về để trong nhà hoặc làm quà biếu trong dịp Tết những năm gần đây. Theo thông tin từ ngành đường sắt, lượng vé đường sắt tàu thống nhất dịp Tết mới bán được chỉ khoảng 2/3 kế hoạch, nên vẫn còn nhiều vé phục vụ hành khách có nhu cầu về quê ăn Tết. Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết, hiện lượng vé bán ra mỗi ngày đang tăng dần, khoảng 1.000 vé trong những ngày gần đây. Tàu chạy những ngày cao điểm như 26, 27, 28 tháng Chạp gần như đã kín chỗ. Tuy nhiên chủ yếu là khách đi chặng ngắn từ các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, đi Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Lượng khách mua vé đi chặng dài, vé đi suốt rất thấp. Để đáp ứng nhu cầu hành khách đang đi tăng dần trong dịp Tết, ngành đường sắt tiếp tục mở bán đôi tàu thống nhất SE90 cùng với đó là các tàu khu đoàn phía Nam, tuyến đường sắt Sài Gòn Phan Thiết, Sài Gòn Nha Trang, Sài Gòn Quy Nhơn, Sài Gòn Quảng Ngãi hay như phía Bắc tuyến đường sắt Hà Nội Nghệ An. Ngành đường sắt vẫn đang áp dụng chính sách ưu đãi khi mua vé nguyên khoang, nguyên toa. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Hà Nội đã quyết định tổ chức thí điểm thu phí trông giữ phương tiện giao thông phục vụ người dân sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông sau gần 2 tháng việc trông giữ xe được thực hiện miễn phí. Theo đó, giá niêm yết các điểm trông giữ xe sẽ theo các quy định của thành phố, cụ thể với ô tô 25.000 đồng một lượt, xe máy 5.000 đồng một lượt. Trong thời gian tới, đơn vị trông giữ xe được cấp phép sẽ tính đến phương án tổ chức trông giữ xe theo tháng để đáp ứng nhu cầu hành khách đi tàu đi làm. Sau 3 tháng thí điểm, việc trông giữ phương tiện giao thông có thu phí sẽ được xem xét và đánh giá. Đơn vị được giao trông giữ xe sẽ phải đảm bảo mức giá công khai, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản phương tiện được gửi. Công viên APEC mở rộng tại thành phố Đà Nẵng được khởi công từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 759 tỷ đồng sắp được khánh thành.
Và khi đưa vào hoạt động, công trình này sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc và văn hóa ở trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Công viên APEC mở rộng nằm ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có tổng diện tích lên đến 8.668 m². Điểm nhấn ấn tượng là công trình mái vòm hình cánh diều uốn lượn như sóng biển màu trắng nằm chính giữa công viên. Tổ hợp công trình bao gồm khu công viên cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo. Theo ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, công viên APEC mở rộng đã hoàn thiện gần 100%. Hiện các công nhân đang tích cực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như trồng cỏ, vệ sinh cửa kính, hoàn thiện hệ thống điện trước khi công viên được khánh thành và đón du khách vào tham quan vui chơi. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế thế giới. Doanh số bán ô tô lai, tức là chạy bằng cả xăng và điện, đã đạt mức cao kỷ lục tại nước Mỹ trong năm 2021, trong khi các mẫu ô tô chạy hoàn toàn bằng điện cũng đang nhận được sự quan tâm lớn. Doanh số bán xe lai tại Mỹ trong năm 2021 đã tăng 76% lên 801.550 xe, chiếm 5% doanh số bán xe hạng nhẹ tại Mỹ. Doanh số bán xe chạy điện cũng tăng 83%, nhưng chỉ chiếm 3% thị trường. Toyota Motor đã công bố doanh số bán xe lai cao kỷ lục tại thị trường Mỹ, giúp nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản vượt qua General Motors để trở thành nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất tại Mỹ. Toyota đã thúc đẩy doanh số bán xe lai, plug-in và pin nhiên liệu khoảng 73% lên 583.697 xe, trong đó phần lớn là xe lai. Honda Motor, nhà bán xe lai số 2 tại Mỹ, cũng thúc đẩy doanh số bán xe lai tăng 67% so với năm 2020, lên mức kỷ lục 107.060 chiếc trong năm 2021. Trung tâm nghiên cứu ô tô cho biết, những chiếc xe lai mang đến sự kết hợp thực sự hấp dẫn giữa hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu và không có một số nhược điểm lớn mà xe điện đang có hiện nay. Xe điện thuần túy chỉ chạy bằng điện và yêu cầu cơ sở hạ tầng sạc, trong khi xe lai kết hợp động cơ đốt trong thông thường với hệ thống chuyên lực kéo bằng điện. Trong khi đó, giám đốc điều hành toàn cầu của Hyundai cho biết, hãng này coi xe lai và xe lai plug-in là những công cụ hỗ trợ sẽ giúp đẩy nhanh doanh số bán xe điện chạy bằng pin. Vừa qua, cơ quan thống kê của châu Âu Eurostat công bố số liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng lên mức cao kỷ lục 5% trong tháng 12 năm 2021 so với cùng kỳ của năm 2020. Mức tăng lạm phát chủ yếu do giá năng lượng đặc biệt tăng cao. Trong tháng 12 vừa qua, mức tăng giá năng lượng hàng năm đã lên tới 26%, vượt xa các mặt hàng khác trong giỏ hàng hóa được khảo sát. Giá thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng 3,2%, hàng công nghiệp tăng 2,9%, dịch vụ tăng 2,4%. Lạm phát đã trở thành mối quan tâm lớn của người dân và giới chính trị gia châu Âu sau những đợt tăng liên tiếp trong những tháng gần đây. Các nhà quản lý tiền tệ đang tranh luận về việc liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có nên thực hiện một lập trường tích cực hơn để chống lại tình trạng giá cả tăng cao hay không. ECB trước đó dự báo lạm phát chỉ là tạm thời và không nguy hiểm nên dường như đã mất cảnh giác. Theo thống kê của Eurostat, trong các nước thành viên Eurozone, lạm phát đặc biệt cao ở các quốc gia Baltic. Theo đó, Estonia cao nhất với 12%. Với các nước lớn, lạm phát ở Tây Ban Nha là 6,7%, Bỉ 6,5%, Hà Lan 6,4%, Đức 5,7%. Các nhà kinh tế cho rằng đại dịch COVID-19 và lạm phát là những rủi ro lớn nhất với nền kinh tế trong năm 2022. Ngân hàng Citigroup sắp tới sẽ trở thành tổ chức tài chính lớn đầu tiên tại Wall Street bắt buộc tiêm vaccine đối với người lao động. Nguồn tin thân cận cho biết tính đến ngày 14 tháng 1, nhân viên của Citigroup tại Mỹ không tiêm vaccine COVID-19 sẽ phải nghỉ phép, không lương và bị cho nghỉ việc vào cuối tháng trừ trường hợp ngoại lệ. Tháng 10 năm 2021, ngân hàng Mỹ này cũng đã công bố kế hoạch áp quy định vaccine mới. Giờ đây họ sẽ trở thành tổ chức tài chính lớn đầu tiên tại Wall Street bắt buộc tiêm vaccine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành tài chính Mỹ vật lộn với việc đưa nhân viên quay lại làm việc một cách an toàn và quay về hoạt động như bình thường do biến chủng Omicron đang lây lan nhanh. Hơn 90% nhân viên của Citigroup đã tuân thủ quy định tiêm vaccine bắt buộc. Citigroup cho biết sẽ chấp nhận ngoại lệ vì lý do tôn giáo, sức khỏe hoặc luật pháp địa phương tùy từng trường hợp. Ngân hàng này lý giải đang tuân thủ chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng tất cả người lao động đang thực hiện các dự án của chính phủ phải được tiêm vaccine đầy đủ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sóng 24 giờ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Một góc nhìn hài hước từ những câu chuyện dân gian.